Ukraine đã đạt được một chiến công quan trọng khi tiêu diệt một máy bay trực thăng Nga, một hỏa tiễn đạn đạo và hai máy bay không người lái trên bầu trời khu vực Sumy. Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy một máy bay chiến đấu và kho đạn dược của Nga trong một loạt cuộc không kích. Trong suốt một tuần, Ukraine đã sử dụng UAV tấn công và các loại vũ khí hỏa lực khác, phá hủy hàng trăm thiết bị của Nga và loại bỏ 345 quân chiếm đóng. Ukraine đã có cơ hội duy nhất để tấn công căn cứ không quân Mashevo của Nga và tiêu diệt máy bay Su-34 Nga ở đó, nhưng điều này đã khiến cho Ukraine bỏ lỡ cơ hội. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga đã đến thị sát các đơn vị quân đội Nga đang tham gia chiến tranh xâm lược ở Ukraine. Thiên tai tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề đến Nga khi lũ lụt hoành hành tại lãnh thổ Primorsky, đặc biệt ở thành phố Dnepropetrovsk. Đây là vụ vỡ đập thứ tư ở Nga trong vòng 2 tuần qua, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Molly Fan cảm ơn quý vị đã theo dõi các video trên kênh The Strong Post. Trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 8, các lực lượng phòng vệ Ukraine đã đạt được một chiến công quan trọng khi tiêu diệt một máy bay trực thăng Nga, một hỏa tiễn đạn đạo và hai máy bay không người lái trên bầu trời khu vực Sumy. Thông tin này được xác nhận bởi cơ quan quản lý quân sự khu vực Sumy và được RBC Ukraine đăng tải trên kênh Telegram. Theo tuyên bố chính thức, hôm nay ngày 6 tháng 8, trên bầu trời khu vực Sumy, các đơn vị của lực lượng quốc phòng và an ninh đã tiêu diệt một hỏa tiễn đạn đạo của đối phương, hai máy bay không người lái và một máy bay trực thăng. Tuy nhiên, loại trực thăng bị bắn rơi vẫn chưa được xác định và hiện tại chưa có thông tin chính thức từ quân đội Ukraine về sự việc này. Trong khi đó, tại khu vực Kursk của Nga, gần biên giới với vùng Sumy của Ukraine, chính quyền Nga đã phàn nàn về việc pháo kích mạnh mẽ vào các khu định cư. Các kênh Telegram của Nga lan truyền thông tin cho rằng lãnh thổ vùng Kursk bị quân đội Ukraine xâm chiếm. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng biên giới đã bị đột phá bởi bộ binh sử dụng xe tăng và xe chiến đấu bọc thép. Điều này đã khiến Nga quyết định điều động quân dự bị tới khu vực biên giới vùng Kursk. Các sự kiện này cho thấy sự căng thẳng đang gia tăng giữa Ukraine và Nga, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ngày một khắc nghiệt hơn. Lực lượng Ukraine đang nỗ lực bảo vệ lãnh thổ của mình và đáp trả những hành động xâm phạm từ phía Nga. Điều này cũng cho thấy khả năng chiến đấu và sự sẵn sàng của các lực lượng phòng vệ Ukraine trong việc đối phó với những thách thức từ đối phương. Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy một máy bay chiến đấu và kho đạn dược của Nga trong một loạt cuộc không kích vào cuối tuần trước. Theo nguồn tin từ Kyiv, cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào sân bay Morozovsk ở khu vực Rostov, phía nam nước Nga. Truyền thông Nga đưa tin, loạt hỏa tiễn tầm xa thứ hai đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy được sử dụng để sửa chữa và lưu trữ thiết bị quân sự của Nga tại khu vực do Moscow kiểm soát ở thành phố Luhansk, trong khi cuộc không kích thứ ba nhắm vào thành phố Azov cũng khiến một kho dầu bốc cháy. Sáng ngày 5 tháng 8, cơ quan tình báo quân sự Ukraine SUR đã công bố những hình ảnh vệ tinh mà họ cho là bằng chứng về cuộc tấn công nhằm vào sân bay Morozovsk cách tiền tuyến khoảng 165 dặm. Các hình ảnh truyền từ vệ tinh cho thấy vào hôm 3 tháng 8, một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã bị phá hủy do tại sân bay quân sự của Nga. Kho vũ khí hàng không của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn, có thể nhìn thấy những khu vực rộng lớn bị cháy xung quanh đó. Thông tin trên trang Telegram của cơ quan này, hình ảnh vệ tinh được công bố cho thấy dấu hiệu hư hại của nhiều tòa nhà như một hố bom và tàn tích được cho là của một máy bay phản lực. Hệ thống giám sát hỏa hoạn FIMS của NASA từ ngoài vũ trụ cũng ghi nhận có ít nhất 17 vụ cháy ở Morozovsk. Trong khi đó, ông Artem Lysoho, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Luhansk của Ukraine, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở sửa chữa và lưu trữ thiết bị quân sự do lực lượng phòng không hoạt động kém. Ông Lysoho đã công bố nhiều hình ảnh cho thấy những cột khói lớn bốc lên phía trên đường chân trời của thành phố. Sau đó, các nhà nghiên cứu nguồn mỡ đã xác định được vị trí địa lý của chúng tại Lugansk. Đây là lần thứ hai sân bay Morozovsk bị Ukraine tấn công kể từ tháng 4. Trong những tháng gần đây, Moscow liên tục chứng kiến sự gia tăng về nhịp độ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tầm xa của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, bao gồm các sân bay và kho dầu. Trong suốt một tuần, lực lượng đặc biệt Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công và các loại vũ khí hỏa lực khác đã phá hủy hàng trăm thiết bị của Nga và loại bỏ 345 quân chiếm đóng.
Điều này đã được RBC Ukraine đưa tin có liên quan đến Telegram của cơ quan an ninh Ukraine. Báo cáo cho biết, các lực lượng đặc biệt của cơ quan an ninh tiếp tục nuôi kẻ thù bằng những món quà nổ. Báo cáo cũng nêu rõ những thiệt hại của quân xâm lược trong tuần qua gồm 21 xe tăng, 34 xe bọc thép chiến đấu, 36 hệ thống pháo binh và MLRS, 316 xe, 24 máy bay không người lái và 43 anten liên lạc, 158 vị trí và công sự địch, 4 kho chứa đạn dược và 3 kho chứa nhiên liệu dầu nhờn. Ngoài ra, binh sĩ SBU đã tiêu diệt 345 quân xâm lược Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, quân đội Nga đã mất khoảng 585.140 quân xâm lược. Đặc biệt, trong 24 giờ qua, địch thương vong lên tới 1.050 binh sĩ. Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 4 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 39 hệ thống pháo binh, 36 máy bay không người lái, 6 hỏa tiễn và các thiết bị khác của đối phương. Thưa quý vị, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, mùa hè này, Ukraine đã có cơ hội duy nhất để tấn công căn cứ không quân Masevo của Nga và tiêu diệt máy bay Nga ở đó. Tuy nhiên, Mỹ đã không cho phép Ukraine sử dụng ATACMS để tấn công. Được biết, hồi đầu mùa hè năm nay, trung đoàn ném bom cận vệ 47 của không quân Nga đã bố trí hàng chục máy bay Su-34 tại bãi đậu trống tại căn cứ không quân Voronezh Masevo ở phía nam Liên bang Nga, cách đó khoảng 160 km từ biên giới với Ukraine. Chính những chiếc máy bay này đã thả KAB xuống lãnh thổ Ukraine. Voronezh Masevo là căn cứ được bảo vệ khá tốt, nên người Ukraine đã xin phép khai hỏa vào căn cứ này bằng những hỏa tiễn tốt nhất của họ từ hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội do Mỹ sản xuất, gần như không thể đánh chặn được. Nhưng Biden đã nói không. Sau đó, Tòa Bạch Ốc cho biết Ukraine chỉ có thể sử dụng ATACMS ở các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng. Ngay sau vụ việc đó, lính Nga đã rút Su-34 khỏi sân bay Voronezh, Masevo và các sân bay biên giới khác. Giờ đây, những chiếc Su-34 được bố trí cách biên giới hàng trăm km và trở thành mục tiêu bất khả xâm phạm đối với các máy bay không người lái của Ukraine lẫn ATACMS. Như phương tiện truyền thông lưu ý, nếu trước đó Tòa Bạch Ốc cho phép lực lượng Ukraine sử dụng ATACMS để tấn công các sân bay Nga, thì giờ có lẽ đã có một chiến thắng hào hùng cho quân đội nước này. Nhưng rất tiếc bây giờ khi nhận được sự cho phép của Mỹ thì có thể đã là quá muộn. Trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ cho phép Ukraine tấn công máy bay Nga đang phóng bom dẫn đường vào lãnh thổ Ukraine. Được biết, Ukraine chỉ xác nhận một lần tấn công bằng hỏa tiễn ATACMS vào Crimea. Sau đó, Bộ Tổng tham mưu chính thức tuyên bố tấn công bến phà Kerch. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã đến thị sát các đơn vị quân đội Nga đang tham gia chiến tranh xâm lược ở Ukraine. Trong chuyến thăm này, Gerasimov đã nghe báo cáo từ các chỉ huy chiến trường và đưa ra các nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, chi tiết về địa điểm và thời gian cụ thể của chuyến thăm không được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ. Valery Gerasimov, người đã nhiều lần đến tiền tuyến để thị sát quân đội Nga trong gần 2 năm rưỡi kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Các chuyến thăm này nhằm củng cố tinh thần và định hướng chiến lược cho các lực lượng Nga, giúp họ duy trì sự kiểm soát và hiệu quả trong các hoạt động quân sự. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đơn vị thuộc cụm quân trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực Timofeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Thông tin này vẫn chưa được phía quân đội Ukraine xác nhận hoặc bình luận, cho thấy sự mập mờ và phức tạp của tình hình chiến sự tại khu vực này. Trong một diễn biến liên quan, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã phát biểu với các phóng viên sau chuyến thăm Iran và Azerbaijan rằng Ukraine đã không phản hồi đề xuất hòa bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào ngày 14 tháng 6. Shoigu nhấn mạnh rằng cánh cửa hòa bình của Kyiv đang dần khép lại và cho rằng những tổn thất nặng nề mà Ukraine phải gánh chịu là điều có thể ngăn chặn được nếu họ chấp nhận đàm phán hòa bình. Những tuyên bố này từ phía Nga nhằm tăng cường áp lực lên Ukraine và thể hiện quan điểm rằng Moscow đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng phía Ukraine lại không hợp tác. Tuy nhiên, từ phía Ukraine, các điều kiện hòa bình mà Nga đưa ra thường bị xem là không thể chấp nhận được vì chúng đòi hỏi Ukraine phải nhượng bộ về chủ quyền và lãnh thổ. Tình hình hiện tại tiếp tục phản ánh sự căng thẳng không ngừng gia tăng giữa hai bên. Trong khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công và củng cố sự hiện diện tại các khu vực chiến lược, Ukraine cũng không ngừng phản công và tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế. Cuộc chiến này không chỉ gây tổn thất nặng nề về người và của cho cả hai phía, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh và ổn định khu vực. Trong khi chờ đợi một giải pháp hòa bình, người dân tại các khu vực chiến tranh vẫn phải chịu đựng những khó khăn và nguy hiểm hàng ngày.
việc bảo vệ dân thường và cung cấp hỗ trợ nhân đạo là ưu tiên hàng đầu để giảm bớt tác động tiêu cực của chiến tranh. Đồng thời, các bên cần thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin và giảm căng thẳng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Thiên tai tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề đến Nga khi lũ lụt hoành hành tại thành phố Rimouski, đặc biệt ở thành phố Danerezhensk. Với dân số khoảng 25.000 người, Danerezhensk đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn khi một con đập bị vỡ khiến nước tràn vào làng. Đây là vụ vỡ đập thứ tư ở Nga trong vòng 2 tuần qua, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Những người dân chứng kiến đã đăng tải đoạn phim về trận lũ trên mạng xã hội, cho thấy quy mô tàn phá của thiên tai. Hình ảnh người dân di chuyển qua các con phố bằng thuyền và đường phố ngập trong nước gây ấn tượng mạnh. Mặc dù chính quyền đã biết trước về trận lũ sắp tới, nhưng không thể bảo vệ thành phố vì con đập đất được xây dựng nhanh chóng đã bị nước cuốn trôi. Các kênh Telegram và các trang công khai trong khu vực liên tục cập nhật tình hình ngập lụt tại các tòa nhà dân cư và khu vực đất đai của hộ gia đình. Lũ lụt dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn trong 2 ngày tới, do đó chính quyền đã kêu gọi người dân bắt đầu di tản để bảo đảm an toàn. Chính quyền đã hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra về vụ vỡ đập, nhưng điều này không thể làm giảm bớt khó khăn và lo lắng của người dân địa phương. Đoạn video từ nhân chứng cho thấy nước tràn vào các con đường trong vùng, khiến việc di chuyển bằng ô tô trở nên không thể thực hiện được. Điều này càng làm tăng thêm khó khăn trong công tác cứu hộ và di tản. Trước đó, một con đập khác ở Nga đã bị vỡ, nhấn chìm Tomsk và buộc phải tiến hành di tản khẩn cấp. Một con đập gần Chelyabinsk cũng bị vỡ, gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Theo lời kể của người dân, mọi thứ đều bị cuốn trôi, hoàn toàn là mọi thứ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tình trạng lũ lụt hiện nay ở Nga không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa đến tính mạng của nhiều người dân. Các biện pháp phòng chống và ứng phó khẩn cấp đang được triển khai, nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Việc vỡ đập liên tiếp trong thời gian ngắn là một lời cảnh báo về sự cần thiết của các biện pháp quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng hiệu quả hơn để đối phó với thiên tai. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bản tin đến đây cũng sẽ được kết thúc. Quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Molly Phan kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.